sạt lở ở Cà Mau ngày càng diễn biến phức tạp. Mới đây nhất, một vụ sạt lở đất vào lúc dạng sáng ở huyện Đầm Sơi đã làm một số các cơ sở tôm sống của người dân bị chìm xuống sông, thiệt hại hơn nửa tỷ đồng. Vào ngày 9 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện Đầm Sơi của tỉnh Cà Mau thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại một cơ sở tôm sống tại xã Nguyễn Huân. Vụ sạt lở xảy ra vào dạng sáng mùng 7 tháng 7 đã làm thiệt hại toàn cơ sở tôm giống của hộ ông Lê Thức ở ấp Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Rơi của tỉnh Cà Mau. Qua thống kê bước đầu, ước thiệt hại hơn 500 triệu đồng.